Happy birthday to me from Hà và Kim Lý. Trời ơi, nó khỏe ru à. Hết bệnh nha, hết bệnh thanh quản luôn rồi. Wow, giày mới luôn, một set luôn, ghê chưa. Trời ơi, hú hồn chưa. Cảm ơn anh Hiếu. Happy birthday to me, happy birthday to me. Wow, Hưng đang rất rất là vui luôn. Mỗi một năm cứ tới ngày 2 tháng 10, lúc nào cũng vậy đó, nhà cửa đó trời ơi, hoa khắp mọi nơi, rồi quà cáp thì quá trời luôn. Có lẽ là bạn bè của Hưng nè, anh chị em thân yêu, những người fan, những khán giả thấy Hưng tội nghiệp quá, áo quần tả tơi không có để mặc, rách rưới nghèo nàn nên là tặng quá trời tặng luôn. Ôi trời ơi, nhiều lắm luôn á. Cho nên năm nay Hưng muốn cũng theo chân tụi nhỏ, cũng đọc hộp, rồi cũng khui quà cho mọi người xem thử nha. Tại fan Hưng muốn vậy lắm, nhiều lắm 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 luôn mọi người, không biết bắt đầu từ cái nào luôn bây giờ luôn á. Trời ơi, nhỏ xíu xíu này của em nào đây. Caravage Dolce & Gabbana. Hình như cái này là của La Quốc Hùng nè. Của bác nhà sĩ Nghiêm. Hiểu ý tôi quá luôn á nha, tôi khoái Dolce & Gabbana. Vậy, ô chú cha ơi. Trời ơi. Hình như là cái này là của nhà sĩ Nghiêm nè. Nó không thèm để tên để gì luôn ơi. Tặng quà mà hát ghê ha. Hình như của Nghiêm thì phải. Kiếm. Qua đây. Bác sĩ Trường. Nghe chưa? Được. Anh ở đây. Hình như là có Minh Tuyết thì phải. Không, anh nhớ Minh Tuyết tặng cái này. Em Minh Tuyết, cô gái sexy thương tặng anh. Trời ơi, cảm ơn Minh Tuyết ơi. Biết đi chơi quá. Minh Tuyết rất là biết đi chơi. Nhiều cái tình thương quá. Chúc mừng sinh nhật người đàn ông mà em yêu thương. Trời ơi, chúc anh luôn hạnh phúc. Thằng quỷ có vợ rồi còn mày đặt. Luôn luôn là niềm cảm bất tận. I love you, bác sĩ Phạm Minh Trường. Ây à. Ai đây? Hà Kiều Anh. Happy birthday to anh trai. Một buổi tối tràn ngập yêu thương và hạnh phúc anh nhé. Hoa Hoa Kiều Anh. Wow. Cảm ơn Hà Kiều Anh ơi. Wow, nhiều quá vậy. À, cái này của cô Điệp Tokyo. Cảm ơn cô nhé. Ai đây? Có cái thiệp nữa nè. Bé Mỹ Đà Nẵng. Wow. Hoa mà Hưng hay xài nhất, hoa thần thấm nè. Cảm ơn em. Nước hoa Polo. Ui trời ơi, cái này là của anh Bi, phòng trà không tên. Yeah, ông chủ phòng trà không tên. Trời ơi, dễ sợ chưa. Sao chơi lớn quá vậy anh ơi. Ủa, nó lấp lánh hú hồn quá à. Oh my god, Long Beach tặng gì đây ta. Đây đi. Ui. Hợp lý. Ai chơi này vậy ta? Chơi lớn quá mà không để tên. Trời ơi, vị khách nào bí mật quá, chơi lạ quá à. Chơi mà không cho biết luôn á. Anh chơi lớn ghê cơ. Tặng quà sinh nhật nhiều người tôi biết rành lắm, nhìn đó là hiệu hàng liền à. Con là Alan, kỹ sư xây dựng của công ty Ram 07, cùng tập thể anh em. Tặng chú. Thank you con. Hồ Ngọc Hà hay là Lâm Thành Kim. Trời ơi. From Hà và Kim Lý. Yeah. Tôi mê giày, mê dép á. Chú trời, mỏng te luôn, nhẹ nhàng. Cảm ơn Hồ Ngọc Hà. Kim Lý, thank you so much honey. Lâm Thành Kim tặng cái gì đây? Wow.
Wow. Nó muốn cho tôi đi nước ngoài trở lại rồi nè. Áo len lạnh của Yves Saint Laurent. Gucci. Ai đây? Mặc của em nào? Ở đây có Việt Thanh. Việt, hai em Việt và Thanh. À, Biên Hòa, Đồng Nai. Việt và Thanh Biên Hòa, Đồng Nai. Thấy không, tôi mặc khui quà giỏi như Ngọc Trinh hay Ngọc Thanh Tâm. Và tôi đã mở hộp hay lắm. Tôi không có làm cái này chuyên nghiệp. À, yeah. Cái này là của... À, đây là món quà của cô Trang. Nice smile. Ông Hà Nội. Wow. Tới đây mặc hát luôn. Yves Saint Laurent. Trời ơi, trend dữ vậy ta. Alexander McQueen. Được, tối nay mặc hát luôn. Cảm ơn Trang ơi. Ôi, Dolce. Nhìn ở đây. Nước hoa. À, cái này là của ca sĩ Quang Toàn. Sao này nặng quá vậy ta. Để coi thử cái gì nha. Laptop. Đời mới. Birthday to you. Chú cha, đây là cô An Phạm. Cảm ơn An Phạm nha. Wow, cảm ơn em nha. Món quà quá đặc biệt luôn. Sẽ đi theo anh mỗi ngày khi đi xa hoặc là hàng đêm. Cái này cái gì đây? Nặng như vậy. Ơ? Trời đất ơi. Oh my god. Trời ơi. Trời đất ơi, ai chơi ghê vậy? Em ơi. Trời ơi, sung sướng quá vậy. Trời ơi. Sướng quá à, coi. Trời ơi, biết tôi thương tiền nữa. Trời ơi, coi nè. Chết cha rồi, một cái hộp đầy vậy là bao nhiêu? Không biết luôn á. Trời ơi. Lộng hoài không hết luôn má ơi. Trời ơi, coi nè. Thấy lộng như lộng cá ra vậy đó. Trời ơi. Chết cha vẫn chưa hết. Chết cha. Trời ơi, người này tên gì vậy? Ai vậy trời? Trời ơi, vẫn chưa xong nữa. Trời lớn vậy ta. Yêu. Trời ơi. Trời ơi, hết lớp này lớp kia. Ôi trời ơi. Trời ơi, nó khỏe ru à. Hết bệnh nha, hết bệnh thanh quản luôn ơi. Trời ơi là trời. Trời đất ơi. Trời ơi. 7 miếng đất hơi gặp tao. 7 miếng đất hả? Trời ơi, chết rồi. Sung sướng quá à. Vậy sao đi đường quyền làm gì mình muốn quạt chứ. Đúng nguyên là xưa rồi. Giải quyết được bao nhiêu việc. Trời ơi, tôi khỏe quá. Ai mà chơi dữ vậy anh ta. Lớn chuyện vậy. Đó, ho thấy không? Mà hết ho luôn á. Thấy tiền hết bệnh luôn, khỏe ru à. Ôi, sướng quá dạ. Sướng lắm luôn á. Để coi thử bao nhiêu, sắp nha. Hết tiền là tôi quýnh quán rồi đó. Hết tiền vô má ơi. Trời ơi, mà cái người này là ai vậy ta mà chơi lớn như vậy. Chơi lớn quá luôn á. Trời ơi, nó không để làm cái gì hết trơn cho anh nè. Không ta. Đi. Trời ơi, chơi với nhỏ xíu. Happy birthday. Mong hương luôn vui. Hạnh phúc.
và đầy đủ. Rồi ai vậy? Không thèm ký tên luôn, mà chỉ ghi rằng là người đã từng tặng chiếc bánh có con đường dát vàng. Biết rồi, biết cái người này rồi. Trời ơi, biết rồi. Trời ơi, xin cảm ơn người. Cảm ơn người ơi. Trời ơi, tôi muốn quên hết trơn quà xung quanh luôn á. Ây da, lên đây. Trời ơi, không để tên luôn. Sao cho vô túi này? Bao và sát bỏ vô túi Dolce mà tiền Việt Nam. Ý là tôi cầm này đi ra hai cái tiệm để mua đồ đúng không? Trời ơi, sướng quá đi thôi à. Thank you. Trời ơi. Rồi, nhìn ở đây. Oh, một cái áo Adidas Hà Lê. À, phòng khám SIHSNC. À, là cái nơi mà đã chữa bệnh cho Hưng dứt điểm. Phòng khám ở quận 7, 16 Tôn Nhật Tiên. Phòng khám Singapore. Trời ơi. À, đây là cây vàng của dược sĩ Tiến. Đó, ghê hồn. Một chỉ vàng. Cái này là của bạn Hiên. Trời ơi, bánh của Huế rồi nè. Wow, Xuân Tương. À, là bạn của chị Thủy Tiên đó. Wow, một cái hình, khung hình này là sát với mọi người. Ghê không? Cái logo rất là chẳng chịu ăn lơ mơ đây nha. Hai chai nước hoa Versace nữa. Ui, chắc tới sáng mai thiệt. Tai nghe. Trời Phật ơi con à. Em Xuân Phương. Rồi, cảm ơn Phương nha. Cái này của anh Thái Châu. Wow, ai đây? Gia đình Út Ngọc. Trời ơi, đây là quà của anh Hạnh, chị Thiếu Tiên. Wow, giày mới luôn, một set luôn, ghê chưa? Trời ơi, huống hồn chưa? Em cảm ơn chị Tiên với anh Hạnh, Dolce & Gabbana. Một set đầy đủ, không thiếu cái gì hết. Người ai đây? Trời ơi, mà cái đó là thấy Hưng xài đồ hiệu nhiều quá, cái gì cũng có, không biết tặng cái gì hết trơn, nó khó khăn. Nhanh nhất. Cảm ơn chị Minh Dũng nha. Cảm ơn em. Dương Trịnh Vũ tặng Hưng mới. Như tôi nói không, cái hoài bây giờ hết. Cảm ơn nhiều nha những khách đặc biệt của tôi. Có mặt khách luôn sao trời. Hợp lý. Nhìn chơi như luôn. Hơn sinh nhật vui vẻ và đặt nhiều ý nguyện thành công hơn nữa nhé. Mà gói quà phải y nhân sao dập dậy vậy. Nó gói quà phải nó đi mua về cực cột. Đó, không biết đâu. Tại vì cái đó nó vẫn chơi chứ còn tấm lòng quan trọng nhất. Thiệt, nói chọc hạ cho vui thôi nha. Chứ còn hạ tặng cái gì cũng vấn đề như hơn hết trơn á. Thì cái lòng tốt và cái sự yêu thương của Hà dành cho Hưng nó còn lớn gấp 100.000 bất kỳ món quà nào khác. Ok, nha, anh dẫn chơi chọc Hà xíu thôi. Nãy giờ tôi mở đó thì anh chị coi nha. Đừng nặng kỳ.
bây giờ còn đi. Thôi hết chưa, còn nghiệp với cô lớn rồi, không cần phải đi tiền nha con. Hoa là vui rồi. Cảm ơn anh Hiếu. Đúng rồi, nói thôi mà nghe khen. Ờ đi. Em với Dan hơn, chúc anh buổi tối buổi mới nhiều niềm vui, may mắn, nhiều hạnh phúc, nhiều thành công và nhiều tiền. Đi nha Kinh. Thương nhau chưa? Chỉ Linh. Trời ơi, tao có tất sự giáo viên rồi ơi. À chị Su phải. Ôi, tôi hết bệnh rồi đó mọi người ơi. Trơn bệnh luôn vậy đó hả? Cô Ba Lan. Thắng nào, cô Ba Lan. Cả nhà. Thầm thủy Ba Long. Wow. Cảm ơn thầm thủy nha. Sơn. Nói sao luôn á, hết biết nói rồi. À, trời ơi, tôi khui có như đứa quà, tôi muốn gãy cái lưng luôn rồi. Còn nhiều lắm luôn á, chất chồng phía sau kìa. Tôi muốn nói rằng là Hưng cảm ơn nhiều lắm, rất là cảm ơn luôn. Tôi không biết trả sao cho nó xứng đáng. Nên phải ghi xuống hết, nó cho mình cái gì tặng cái gì để mình trả lại cho đúng. Dù là một bó hoa hay là một cái áo thun hay một đôi giày sang trọng hay là một cái tài sản này, thì cách nào nữa cũng là cái tình thương, sự quan tâm và yêu thương và lo lắng của mọi người dành cho Hưng. Hưng thực sự là xúc động lắm. Hưng thương chúc cho tất cả những ai đã thương Hưng, quý Hưng, trân trọng Hưng luôn luôn có cuộc sống bình yên, hạnh phúc, vui vẻ, thành đạt, may mắn để còn thương Hưng dài dài nữa. Hưng sẽ tiếp tục sống xứng đáng với những gì mọi người đã thương yêu Hưng. Cảm ơn rất nhiều từ fan khắp nơi trên cả nước, tới anh chị, doanh nghiệp, doanh nhân, đối tác, những bạn bè, những anh em trong nghề. Cảm ơn thật là nhiều. Hưng chỉ nói rằng là năm nay Hưng rất rất vui, vui lắm luôn. Nó còn nhiều ý nghĩa khác nữa. Hưng chỉ muốn nói một điều thôi, duy nhất từ trong tim của Hưng. Nói rất chân thành luôn. I love you so much. My friends and my fans.